Chào anh chị nhá, hôm nay mình lại tiếp tục rút tiền Fintalk cho anh chị xem nhé. Thì ứng dụng Fintalk đây để trả lời một số câu hỏi mà anh chị bảo là một số người là không rút được nhá, thì mình xin trả lời. Anh chị không rút được thì nó thuộc một trong các lý do sau nhá. Thứ nhất là có thể là anh chị chưa chưa biết rút, anh chị chưa biết rút và làm sai thao tác. Thứ hai là có thể là ở khu vực anh chị nó bị sóng yếu cho nên không rút được. Thứ ba là có thể anh chị rút vào cái thời điểm mà nó nhiều người rút quá, nó bị lỗi mạng nhá, nó bị lỗi mạng. Nếu mà anh chị không không rút được thì anh chị có thể chờ chờ vào một cái thời gian khác anh chị sẽ tiếp tục rút. Nếu mà rút vẫn không được thì anh chị xóa cái ứng dụng Fintalk đấy nhá. Anh chị xóa cái ứng dụng Fintalk đi và anh chị sẽ dùng 12 ký tự để khôi phục lại. Để khôi phục lại là chắc chắn sẽ được. Ở trong cái hàng ngũ hoặc là trong cái hệ thống của mình nha, có 16.000 người không có ai có vấn đề gì hết, 16.000 người không một ai rút tiền mà gặp trục trặc gì cả nha. Cho nên anh chị không rút được có thể là do một trong các cái lý do mà mình vừa nêu trên thôi. Cho nên anh chị yên tâm, Fintalk là rút tiền nhanh nhất và hiệu quả nhất. Chưa từng có một cái ứng dụng hoặc một cái dự án nào mà nó rút tiền nhanh và trơn tru như thế cả. Bây giờ mình tiếp tục rút tiền nhé. Đầu tiên này anh chị vào ví Fintalk. Sau đó anh chị vào mục lợi nhuận nhé, lợi nhuận. Đây hôm nay là mình có 134 đô la. Mình được rút tiền thường xuyên hàng ngày luôn. Hôm nay mua được 134 đô la. Hôm qua mình đã rút ở trong lớp học Zoom cho anh chị xem rồi. Hôm nay thì mình sẽ rút ở bên ngoài và làm video. Thì cứ bình quân mỗi ngày mình được hơn 130 đô la thế này. Đấy. Rút như thế nào anh chị mà chưa biết rút hoặc là rút bị lỗi anh chị xem nhá. Muốn rút tiền thì bấm vào đây nhá. Bấm vào cái con số của mình ấy, con số đồng tiền của mình. Bấm vào nhá. Rồi. Lại bấm vào rút tiền thu nhập nhá. Rồi bấm vào xác nhận đây nha. Đấy, bấm vào xác nhận lần 2 nha. Rồi bấm vào xác nhận lần 3 nha. Rồi anh chị xem đây này, mà nó giao dịch thành công là đã rút được đấy. Còn nó báo là giao dịch thất bại thì nó sẽ nằm trong một một trong các lý do mà lúc nãy mình vừa nêu trên, anh chị sẽ khắc phục nha. Còn anh chị không biết khắc phục thì anh chị nhờ cấp trên hướng dẫn nha, nhờ cấp trên của anh chị. Cấp trên trực tiếp mà không biết không hướng dẫn được thì nhờ cấp trên nữa, không được thì nhờ cấp trên của cấp trên nữa nha. Còn trường hợp anh chị muốn nhờ mình giúp thì cũng có thể liên hệ trên Zalo hoặc trên Facebook của mình sẽ hỗ trợ với các anh chị, kể cả không phải cấp dưới của mình nha. Thế bây giờ mình sẽ trở lại thì nó cũng sẽ tốn một khoảng thời gian khoảng 2-3 phút gì đó nó mới về đến đây nha, hiện tại chưa về nha. Rồi đã về rồi, về đến đây là còn 127 đô la. Phí là nó trừ 5% nha, trừ rất rất ít nha, rất ít 5% thôi. Bên kia là lúc nãy là hơn 130 đúng không? 130 mấy. Về đến đây là 127. Nó trừ khoảng 5 6 đô la thôi. Có một số cái dự án nó trừ cước phí rất nhiều. Có những dự án nó trừ cước phí lên đến 30 40% cơ. Nhưng mà cái này nó chỉ trừ 5% thôi. Thế bây giờ anh chị tiến hành rút về Onyx, anh chị dùng cái ví nào để đổi tiền Việt thì anh chị rút về ví đó. Một số anh chị thì dùng Binance đấy, còn như mình thì dùng cả Binance cả Onyx. Một số anh chị thì dùng các cái ví khác để đổi tiền Việt Nam. Như mình là mình sử dụng cả hai ví, nhưng mà mình tiến hành rút về Onyx nha, mình tiến hành rút về Onyx cho anh chị xem. Bây giờ mình sẽ tiến hành rút về Onyx nha, mình đã đi lấy link của Onyx rồi. Bây giờ anh chị bấm vào đây đấy, rồi bấm vào chuyển khoản nhé, chuyển khoản. Rồi anh chị dán cái đường link của Onyx hoặc là của ví mà anh chị muốn rút tiền đấy. Anh chị rút về Binance thì dán link của Binance, dán cái link của Binance. Anh chị rút về Onyx thì dán link của Onyx hoặc một cái ví nào đó, bất kỳ một cái ví nào đó anh chị muốn rút về thì anh chị lấy link để dán vào đó. Sau đó anh chị bấm vào chữ toàn bộ là nó sẽ nhảy toàn bộ về là 127 đô la sẽ nhảy về đây. Rồi anh chị bấm vào bước tiếp theo đây nhé. Bước tiếp theo. Rồi anh chị bấm mật khẩu vào đây nha. Bấm mật khẩu vào đây nha.
Thế chị bấm mật khẩu xong anh chị bấm OK nhá. Đó, giao dịch thành công và đang xác nhận. Để khoảng 1 2 phút sau là sẽ về đến Onnet. Rồi bây giờ ta vào kiểm tra trong Onnet xem có thấy về đến nơi không nhá. Một nốt này. Đây 127 đô la. Đã về đến nơi nhá. Sau đây là mình sẽ đổi thành tiền Việt nhá. Bấm vào. Đó. Rồi vào mục bán nhá, bán đổi bán thành tiền Việt đấy nhá. Rồi bấm vào mark 2,9 triệu nha. Hôm nay được 2,9 triệu, hôm nay hơi ít, được 2,9 triệu thôi nhá. À, sau đó anh chị muốn đổi thì bấm vào để quy đổi luôn thôi, thành tiền Việt Nam rồi bán thẳng về tài khoản ngân hàng thôi. Từ Onnet này bán về tài khoản ngân hàng cũng mất khoảng 1 phút nhá, 1 phút hoặc là 2 phút gì đó là về đến tài khoản ngân hàng. Rồi anh chị có thể rút tiền thoải mái. Đây là một cái dự án thực tế và hiện nay là đang rất hot trên thị trường tiền điện tử hiện nay nhá. Và anh chị muốn muốn tham gia thì anh chị có thể liên hệ trên Facebook hoặc Zalo của mình. Facebook của mình là ghi ở đây, anh chị nhắn tin trên Messenger hoặc nhắn tin trên Zalo nhá. Zalo là 0356333990. Còn anh chị muốn biết thêm thông tin chi tiết cụ thể hơn về dự án FinTalk thì anh chị bấm vào dưới đường link dưới phần mô tả nhé. Mình có để lại video hướng dẫn rất cụ thể về cái dự án FinTalk này dưới phần mô tả. Anh chị vào phần mô tả là xem video hướng dẫn. Có vấn đề gì mà còn vướng mắc chưa hiểu thì có thể liên hệ với mình qua Facebook hoặc Zalo. Xin chân thành.